Chào mọi người nha. Hôm nay mời mọi người cùng vọc chơi với lại mấy cưa xích với mình ha. Thật ra thì em cưa xích này vẫn hoạt động tốt, vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Tuy nhiên hôm nay mình làm cái video này để mà là vệ sinh về mấy cái bụi, mấy cái mọt cưa đó, rồi cộng thêm nhớt nhau rồi nó dính tùm lum ở bên trong. Nó cũng làm ảnh hưởng đi cái lực chạy của cái dây xích nằm ở trên cái lam cưa. Thì mình tháo ra mình sẽ vệ sinh hết ha. Thì anh chị em cũng biết nếu mà mình thường cắt cây nhiều đó, ví dụ như cái dòng cưa mà nhỏ nhỏ như gì đó thì khoảng chừng mình cắt khoảng chừng như là 30 cái cây khoảng chừng to bằng cái bắp đùi của mình đó. Ví dụ mình đi làm cho khách đó thì mình đi cắt những cái cây khoảng chừng 30 cái gốc cây như vậy đó thì mình tháo ra mình vệ sinh một lần. Tuy nhiên bên trong nó rất là dơ. Tại vì trong cái quá trình mà cái lưỡi cưa nó cắt đó, thì cái mọt cưa nó bay vô trong ha, nó bay vô trong và nó cứ nằm đầy ở trong đó, nó cứ nằm nằm chồng chất trong đó, cộng thêm cái nhớt của lam cưa trong quá trình cái xích cưa chạy ra thì nó làm cho cái bơm nhớt bơm lên, nó thì bơm nhớt bơm lên lam cưa thì nó sẽ đi vô trong đó ha. Ở trong đó thì nó cũng giống như cái đầu như ở cuối cái lưỡi cưa kia đó, nó nằm mút ở trong này nè, nó xoay mà lưỡi cưa xoay vòng vòng mà đó. Thì khi mà xoay vô như vậy thì nó cuốn thêm cái mọt cưa bay vô trong đó luôn. Thì nó nằm nó cản trở ở ngay chỗ cái thắng. Cái thắng của cái Amaya để mà làm cho cái... Rồi cộng thêm nó dính tùm lum ở bên trong đó, nó kẹt hết tất cả những cái đường nhớt để xịt vô trong cái lam cưa. Rồi nó... Cái nhớt á, cái nhớt lâu ngày cộng thêm cát bụi rồi mấy cái mọt cưa đó nữa nó dính lại ở trong. Thì trong cái quá trình mình cắt đó thì mình cứ nghĩ là giật máy lên mình cắt thôi chứ mình không để ý tới vấn đề đó. Cho tới một ngày nọ tự nhiên cái máy không nổ nữa, hay là cái máy đang còn nổ ngon lành, mình đang cắt giữa chừng ở trên cái cây ha, rồi cái máy không nổ, giật hoài không nổ, rồi xong đem xuống là lo mình thay buri rồi lao chùi bình xăng con rồi lung tung ha, chứ mình cũng không có để ý tới về với vấn đề đó. Thì nhiều khi cứ cắt như vậy đó thì nó cứ nổ. À, nó ráng nó nổ, nó ráng nó nổ, ráng nổ. Tuy nhiên thì nó rất là kẹt ở bên trong đó, những cái dơ đó nó bám lại, nó cũng làm chậm cái tuyến đường của cái lưỡi cưa nó đi. Nên là khi mà mình cắt khoảng chừng 30 cái gốc cây cỡ như bắp đùi của mình đó, hoặc mình cảm thấy mình cắt nhiều, trong nhiều ngày mình cắt khoảng một tháng ví dụ gì, mình thấy cắt rất là nhiều thì mình cũng nên vệ sinh đi. Hoặc là mỗi cái khi mình cảm thấy cái xích cưa mà nó lục á, thì khi mình vuốt cưa thì mình cũng nên vệ sinh luôn. Đó là cái tiêu chuẩn mà mình muốn giữ cho một cái máy để mà nó sử dụng lâu dài với mình, không có bị hư hao sớm ha. Thay vì mình bỏ đồng tiền ra mình mua 300 400 đô một cái như vậy thì ít nhất mình phải lấy lại 40.000 đô thì mình mới chịu. Đó là quy luật của mình ha. Đó. Thì cho nên là mình giữ máy kỹ thì anh chị em sẽ xài được lâu, còn mà anh chị em tờ lờ mờ đó thì cứ cắt vô tư ha, cắt rồi quăng lên quăng xuống không có lo về vấn đề bụi rồi nhớt đồ không thâm, nhớt thâm đồ nó hư rất là mau và nó đi từ cây này qua cây khác. Mặc dù là anh chị em cảm thấy giống như mình lượm tiền rất là dễ, rất là nhiều, tuy nhiên mình bỏ vô cái tiền để mình mua cưa mới máy mới thì nó cũng giống như vậy thôi ha, nó cũng không bao nhiêu hết. Thay vì một cây này thì mình mua 400 đô thì mình phải lấy lại 40.000 đô trở lên mình mới chịu ha, rồi mới bỏ mua cây khác. Thì đại khái nó như vậy thì khả năng mình sửa được, cho nên là mình không có sợ về vấn đề mà hư, không có cái gì là hư, đối với mình không có cái gì là hư hết. Đó, chỉ có nó bị không có đúng thôi ha, nó hoạt động không tốt giống như bình thường thì mình sửa lại cho nó tốt thôi, chứ nó không có cái gì là hư hết đó. Thì tóm lại là bây giờ cái cưa này tới cái thời điểm là phải tháo ra vệ sinh cho em nó rồi ha. Thì trước khi vệ sinh cho em nó thì ra anh trai cho nó thông minh sáng láng vui vẻ vô cùng. Ok, mời anh chị em vô nha. 2, 3, vô. Rồi, bây giờ mình tháo cái phần ở bên này. Bên này thì nó đi nguyên một cái bệ này luôn. Đó, nó đi nguyên một cái bệ, vừa cái khóa, khóa dây xích và cái khóa an toàn đó ha. Khi mà mình bị té hay là bị đập cái vô cái cây gì nó bung ra đó thì nó đập vô đây thì nó tắt dây xích ngay lập tức ha, dây xích nó không còn quay nữa. Cái này là khóa an toàn. Thì nó đi nguyên với lại cái bộ này luôn, cái bộ để mà mình tháo lam cưa ra để mà mình
tăng giảm hay này kia làm cái gì đó ha, ở bên cái bộ phận này thì tháo ra mình vệ sinh cho mấy cái bạn mà mới mua cửa về xài không không có chưa có quen đó, chưa có rành đó. Đó thì lưu ý chỗ đó, chủ yếu là để cho mấy bạn nào chưa có xài cưa bao giờ hoặc là mới xài thôi. Đó, chứ còn mấy anh chị thường xài chuyên nghiệp thì nói chi nữa ha. Đó hiện tháo ra nó đi nguyên cái cùm như vậy đó, thì mình vệ sinh rõ ràng anh chị em thấy không, ở trong này nó dơ biết bao nhiêu là dơ ha. Thì nếu mà mình không có vệ sinh sạch sẽ đó thì nó sẽ rất là mau hư, không thoáng cái hơi để nó giải nhiệt đó, rồi kẹt những cái đường nhớt đồ này kia rất là nhiều thứ ha. Đóng lại nó làm cho cái máy mình nó giữ nhiệt ở trong nó càng nóng, tăng thêm cái cấp độ lên cao đó, thì mình vệ sinh hết ha. Bên đây là cái thắng nè, ui chà anh chị em thấy không, cái này mà nó khô luôn ha, đó, nó khô mà cứng như gì luôn nè. À, cái này để tí nữa coi lại, có thể là cái thắng này có thể là bị mòn rách luôn hay gì đây nè. À, cạo thấy nghe bóc bóc nè. Rồi để từ từ tính sao ha, vệ sinh tức là mình vệ sinh sạch sẽ hết y như lúc mà mình mua mới về vậy đó ha, thì mình xài nó được an toàn hơn, được bền hơn. Ok, cái gì cũng vậy thôi đó. Thì từ đó thì mình cái khi tháo ra gì thì cái lam cưa nó sụp sịch rồi ha, lỏng ra gì nè nè, thì mình lấy ra thôi đó. Lấy như tháo như xích xe đạp vậy đó ha, rồi lấy cái lam cưa ra. Lam cưa này thì anh chị em sẽ thấy ở trên ở trong này thấy không, nó có đóng những cái nhớt với lại cát bụi cộng thêm cái mọt cưa đó, nó đóng nè ha, những cái chỗ đen đen này là nó đóng nè, và ở dưới này chỗ trắng này là sạch nè đó, nó đóng thì cái phần dơ nó nhiều hơn là phần sạch đúng không ạ. Đó thì khi mà cái chân của xích á ha, chân của xích nó chạy lên trên này á, thì nó cũng không có được mượt mà trơn tru, nó chạy trên cát hay đồ nó cũng bào mòn rất là nhiều và nó làm cho lam cưa mau nóng lên. Thì cái đó thì mình cũng dùng những cái tua vít dẹp đúng cái góc vuông của nó thì mình sẽ cạy ha. Đó, ví dụ mình thử cạy đường cho anh chị em coi nè, đó thấy nó ra như đây gớm không, đó từ đây tới đây là trắng hết nè ha, ghê không đó. Thành ra là mấy cái này là nó làm cho cái lam cưa mau nóng lên, mà lam cưa nóng lên thì cộng thêm cái đó sạch ha, thì từ từ mình sẽ cạo ra làm vệ sinh hết. Thì lam cưa nó nóng lên thì nó làm cho dây xích nóng lên, mà xích nóng lên đó thì nó cũng giãn nở ha, nó giãn dây xích rất là mau, cộng thêm giãn dây xích đó, thì cái lúc mà mình cắt vô đó, thì cái thép nó mềm đi đó, nó ăn vô cây mà gặp mấy loại cây cứng đó, thì nó bốc khói lên ha, nó ăn không nổi, thì nó cũng làm cho mau mòn mau lục. Rồi cộng thêm nó lỏng hết mấy cái chân của xích đồ này kia đó, nên là mình cậy làm vệ sinh cho cái này nó sạch hết đó. Tí nữa mình sẽ quay tổng kết ở dưới này đó, anh chị em thấy không, khi mà nó ra nó trắng rồi thì nó nhìn thấy nó đã không ha. Ok, thì tí nữa mình tắt máy camera mình sẽ vệ sinh cái đó, rồi xích lấy ra. Vẫn còn bén ha, vẫn còn bén, chưa cần giũa, nếu cần thì mình giũa luôn đó. Anh chị em tháo ra cái nắp này ra, trong này nó nằm một đống ở trong này nè. Ok, thì mình cứ lấy cái cây vít dẹp nhỏ nhỏ ha, nhỏ nhỏ mình cứ khư ra đó, tại vì nhớt với lại cát bụi rồi đó, với lại cái mục cưa nó đóng rất là nhiều. Tháo này ra luôn ha, đây mình xịt cho nó sạch sẽ hết. Ok, nếu mà anh chị em mà thấy ở bên trong của cái Amaya này đó mà nó dơ đó, nó có đóng giống như mấy cái này, thì mình nên tháo Amaya ra mình lau chùi luôn nha. Có nhiều cái máy cưa á nó bị xì cái đường nhớt cho nên là nó chảy nhớt vô trong này luôn, nó đóng nhớt với lại cát bụi với lại cái mục cưa vô trong này rất là nhiều, thì nó cũng làm cho ảnh hưởng trong quá trình mình chạy cái tốc độ, thay vì nó là tốc độ 100 cây số giờ đây ha, thì nó chỉ còn giảm xuống chỉ mất 50, chỉ còn 50 thôi. Đó, đại khái mình ví dụ gì cho dễ hiểu ha.
À, thì tại vì nhớt ở trong này nè, cát vụn trong này nó trơn, nó nhớt nó nhiều quá, cho nên khi mà cái ba cái càng này nè, đó, nó nở ra thì nó không có bám được vô cái drum này ha, nó không có bám được vô nhiều, cho nên là nó tuôn qua, thì giống như mình ví dụ đó, tốc độ chạy thay vì 100 cây số giờ thì nó chỉ còn có 50 thôi, à, có nghĩa là nó bị giảm hết một nửa công suất. Ok, cho nên là anh chị em phải tháo này ra luôn, tháo lấy cái này ra, lau chùi bên trong luôn ha. Tuy nhiên cây cưa của mình đây thì nhìn bên trong nó sạch, khô ráo thì ok, không thành vấn đề. Mình chỉ lấy cái air compressor đó, cái máy nén khí đó, mình xịt vô, thổi bụi tí xíu thôi là ok rồi ha. Không có cho nhớt lọt vô trong này nha. Phần trong này là cấm kỵ, không có cho nhớt lọt vô. Rồi mình sẽ lau chùi bên đây hết ha, lau chùi sạch sẽ hết. Ngoài ra mình cũng tháo hết bên phần này ha. Bên phần này là của cái bên phần nắp chụp giật nè. Ở chỗ ngay cái lỗ ngay này nè, là lỗ bơm nhớt cho lam cưa ha. Thì đây, khi mà mình gắn cái lam cưa vô gì nè, đó, vô như gì đó thì nó bơm lên. Đó, nhớt nó bơm lên đây thì vô tình nó gặp mấy cái này ha, gặp nó dơ nó đóng nè, đóng thì nó kẹt hết. Ok, nó kẹt hết cái đường, không có cho nhớt bơm lên lam cưa, không có vô cái đường này ha. Đó, thì nó kẹt như vậy cho nên là nó làm cho cái cưa nóng lên và rất là mau cháy, chị em sẽ thấy nó cháy luôn cái sơn này, bốc khói luôn ha, cháy đen. Thì thường thường là mấy cái đó là bị thiếu nhớt lam cưa hết. Ok, thì bây giờ mình phải lau chùi cho nó sạch sẽ ha. Có những cái chỗ mà nó đóng cứng gì luôn á thì mình phải dùng dao mình cạo ra đó, chứ giải vải chùi không ra ha. Đó, thì mình phải lau chùi hết cho sạch. Trắng bóng ha. Cạo cho sạch xong rồi mình sẽ dùng cái air compressor mình xịt. Nó ra cỏ nè. Nó ra cái giống như cái sớ cây ấy, giống như cỏ vậy đó. Kẹt cái này nó không xoay. Nó đường nhấc lên nè. Lao cho nó sạch. Thổi bụi rồi cho nó sạch. Lưng o ha. Ok. Rồi. Mình cạo xong rồi mình mới dùng cái air compressor mình thổi ha. Đó, em nó đẹp trai hơn con mà hai rồi ha. Rồi về cái phần này. Phần dưới này thì sạch luôn. Nhiệt cho nó lẹ ha. Mình lau một bên sạch xong rồi mình sẽ ráp vô bên này, xong rồi mình sẽ tháo ra bên kia, mình lên mình lau chùi bên kia ha. Đó, cho nó đỡ mấy cái đồ bỏ lung tung đây. Mới sơ sơ mà anh chị em thấy không, nó dơ hết cả một cái nền xi măng của mình nè, đó, ghê không? Nó biết bao nhiêu lần gì mà nó nằm ở trong cái cưa thì còn gì cái cưa ha, ghê không?
Còn một đống trong này nữa. Lo chuỗi xong rồi mình gắn cái nắp này dưới ha, gắn đúng nắp nha, coi chừng lộn cái nắp kia nha. Gắn vô xong rồi bỏ lưỡi cưa vô đó, cho nó dựng vậy đó. Rồi cái dây xích, dây xích thì thường mình thấy cái nó sẽ quay xuống ha, nó sẽ quay từ trên xuống thì nó sẽ ăn vô trong cái cây đó. Thì cái lưỡi bén nè, cái lưỡi bén sẽ đi về phía trước. Ok, lưỡi bén sẽ chạy về phía trước ha. Rồi mình bỏ dưới này. Đó, kéo vô như vậy rồi mình lên chút gì để vô. Này lau chùi sạch sẽ gọn gàng rồi ha, đẹp trai con mà hai rồi, cho nằm tạm gì đi rồi bỏ vô. Rồi vặn vô. Vô thì mình cái ốc chỉnh ở đây ha. Đó, chỉnh vặn cái tăng dây sen. Bên này nó cũng dơ kinh hồn luôn ha. Bên kia mình đã vô làm cưa rồi đàng hoàng xong hết rồi, giờ tháo ra bên này. Dơ dã man không? Đó. Ok, rồi bây giờ mình tiếp tục mình vệ sinh cho sạch ha. Quá. Rồi sau khi vệ sinh lau chùi sạch sẽ xong ha, hai mặt hai bên đó, vô lam cưa rồi. Ok, tắm rửa cho em nó sạch sẽ qua từng ngóc ngách luôn ha, giống như lúc mới mua về luôn. Nói chứ làm sao bằng lúc mới mua về được ha. Nhưng mà đại khái là bụi bặm đồ cũng xịt ra sạch hết rồi, giờ một đống cái ok rồi thử coi coi em nó sao ha. Biết đâu mình tháo ra mình lau chùi xong rồi mình gắn vô lại em nó không nổ làm sao ha. Ai biết được điều đó đúng không ạ. Thôi cầu mong đi ha, thắp nhang cũng. Rồi giật chốt chốt tắt. Gà rình tì hơi yếu, tì lên một chút. Ok, one more time. Giờ nổ rồi ha, may quá, nãy chưa mua nãy chuối mua bỏ nhang cũng. Ok rồi, video tới đây là hết nha, hẹn gặp anh chị em những video sau nha, bye.